Tư Văn Dũng ấy thì là anh ấy, tôi thấy anh có ba cái điểm mà tôi có thể đầu tư vào anh Dũng. Cái điểm thứ nhất ý là anh là một người có khát vọng, có đam mê, và anh đã bán đi những cái danh cái đầu tư trước của anh để anh đầu tư vào Luxtay, tức là anh đã hết sức dành tất cả những cái gì đam mê, nhiệt huyết và cả tài sản vào cái Luxtay. Anh là một thanh niên trẻ mà muốn xây dựng cho một cái hệ thống sinh thái mà do người Việt Nam làm chủ, thì đấy cũng là một việc mà đáng động viên. Việc thứ hai là những doanh nghiệp mà các startup mà công nghệ mà do tư nhân thì là hiện nay đang chưa thể vươn ra quốc tế được, và việc đấy là việc rất cần phải ủng hộ, hỗ trợ từ phía các nhà đầu tư cũng như là cộng đồng. Việc thứ ba nữa là tôi mọi người vẫn thường nói là một cái anh chủ một doanh nghiệp thì phải được học hành đào tạo bài bản, còn anh Dũng thì chưa được đào tạo bài bản, nếu theo nghĩa là bằng cấp. Cái này chứng minh một điều là gì, là chúng ta học thì học ở ngoài đời rất là quan trọng, và thậm chí anh học cả đối tác, học cả những cái đối thủ cạnh tranh của mình. Tôi cho rằng là đây là ba yếu tố mà tôi đầu tư vào cái chỗ Luxtay. Tôi có biết đến sale của Luxtay cách đây 1 năm, trong một cái buổi hợp tác giữa Luxtay với một cái doanh nghiệp Nhật Bản trong cái sử dụng dịch vụ. Nhưng mà cái việc biết nhau và việc đầu tư là hai việc khác nhau. Chương trình diễn ra thì lúc khoảng thời gian giữa là tôi đã không định đầu tư cho Luxtay. Nhưng sau đấy thì tôi suy nghĩ lại và tôi lại quyết định đầu tư. Vì tôi cũng bị một cái thuyết phục rằng là thực ra là mình tham gia chương trình này, mình nói là mình giúp đỡ startup Việt Nam. Rồi mình lại nói rằng là startup Việt Nam không cẩn thận đi thì các cái doanh nghiệp nước ngoài người ta sẽ mua lại và người ta thôn tính. Thế mà bây giờ mình lại không dám đầu tư. Tức là mình đã bỏ đi một cơ hội cộng tác với một startup Việt Nam để làm một cái Luxtay mà do người Việt Nam thiết kế, duy trì, cho dù cái dòng vốn thì có thể có pha lẫn giữa Việt Nam và nước ngoài. Còn thêm nữa thì trong quá trình Sắc Dũng xuống đứng với vai trò là cố vấn của Luxtay để thuyết phục các Sắc để đầu tư thì tôi thấy rất ấn tượng với Sắc Dũng. Bởi vì tôi biết Sắc Dũng rất lâu nhưng mà tôi không nghĩ là Sắc Dũng lại giỏi cái việc kêu gọi đầu tư như vậy. Trong chương trình ấy, trước khi Sắc Hưng nói, trước khi Sắc Liên nói và cả trước khi tôi nói nữa, thì Sắc Dũng đều có cái nghệ thuật của cái người mà thuyết phục người khác theo ý mình. Đấy là một cái kinh nghiệm mà các startup phải nên học. Thì còn một việc nữa mà tôi muốn nói ở đây nữa là với cái cơ sở hạ tầng của Intracom về bất động sản, chúng tôi có những cái cơ sở mà có thể kết hợp tốt với Luxtay để phát triển Luxtay. Và tôi chúc cho Luxtay phát triển.